Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Thư gửi Hội nghị Cán bộ Y tế Toàn quốc năm 1953. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 8, trang 154. Toàn văn của tác phẩm như sau. Nhờ ông Bộ trưởng chuyển Hội nghị Cán bộ Y tế. Nhân dịp hội nghị này, tôi gửi lời thân ái chúc các bạn mạnh khỏe và hăng hái công tác để hội nghị được nhiều kết quả thiết thực và tốt đẹp. Tôi nêu mấy ý kiến sau đây để giúp các bạn nghiên cứu. Sức khỏe của cán bộ và nhân dân được đảm bảo thì tinh thần càng hăng hái. Tinh thần và sức khỏe đầy đủ thì kháng chiến càng nhiều thắng lợi, kiến quốc càng mau thành công. Nhiệm vụ ấy có hai phần. Phòng bệnh cũng cần thiết như trị bệnh. Để làm tròn nhiệm vụ ấy, cán bộ, y tế, bác sĩ, y tá, những người giúp việc cần phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt, cần phải tận tâm, tận lực phụng sự nhân dân. Lương y phải kiêm từ mẫu. Cán bộ y tế nên cố gắng thực hiện mấy điểm này. Về chuyên môn, cần luôn luôn học tập nghiên cứu để luôn luôn tiến bộ. Nhưng phải chú trọng cái gì thiết thực và thích hợp với hoàn cảnh kháng chiến của ta hiện nay. Về chính trị, cần trau dồi tư tưởng và đạo đức của người cán bộ trong chế độ dân chủ. Yêu nước, yêu dân, yêu nghề, đoàn kết nội bộ, thi đua học tập, thi đua công tác. Về tổ chức, cần chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy từ trên xuống dưới, làm cho nó gọn gàng, hợp lý, ít tốn người, tốn của, mà làm được nhiều việc ích lợi cho nhân dân. Về cán bộ, cần lựa chọn và đào tạo nhiều cán bộ mới trong số thanh niên nam nữ, dạy cho họ những công tác cần thiết trong nhân dân, trong dân công, ở vùng tạm chiến, ở vùng tạm chiếm và vùng rừng núi. Một số cán bộ y tế đã được chỉnh huấn, đó là một việc rất tốt. Nên xếp đặt công việc để cho mọi người đều được chỉnh huấn. Như thế sẽ rất lợi cho công tác chung cho bộ. Chúc hội nghị thành công. Chào thân ái và quyết thắng. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết khoảng tháng 6 năm 1953 theo tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.